đây là cái cô huấn luyện viên nhí lý lắc dễ thương của thí sinh Bảo Lâm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cho quý vị khán giả xem cái quá trình tập luyện của con cùng với chú Bảo Lâm trong tuần vừa qua. I want nobody, nobody but you. Nhớ là cái bài này là bài của các chị gái ở bên Hàn Quốc. Mấy cô đó thật là quyến rũ, còn chú là có cơ bắp, không có quyến rũ đâu. Không, chú quyến rũ được mà chú giảm cân đi hát bài này được không? Không được. Vậy cô giáo hãy chọn cho học trò một bài hát nào thích hợp với cái body cũng như là thích hợp với cái chất giọng hòa mi của chú đi. Con sẽ chọn cho chú bài Ăn gì đây và bài Anh không đời quà, mát sốc luôn. Hôm nay bài Ăn gì đây thì con muốn giới thiệu ẩm thực của Việt Nam. Con nghĩ là ẩm thực Việt Nam thật là ngon nên con muốn giới thiệu cho tất cả khán giả. Và bài Anh không đời quà thì rất là hài hước, rất là hợp với tính cách của chú Lâm. Dòng nhạc của mình là hiện đại nhảy nhót, mà chú hát thành bolero thì ai cũng buồn ngủ hết luôn á chú. Bây giờ con hát một câu thiệt là sôi động cho chú coi rồi chú bắt chước chú làm theo được không? Anh ơi anh. Khi mà học bài hát á là một câu một chữ cũng phải y chang những cái lời bài hát, tại mình phải tôn trọng tác giả, không có sửa bậy sửa bạ được. Đó là điều khó khăn nhất đối với Lâm. Ăn chè hay là bánh giò? Yo yo. Như Lâm ơi, bây giờ là chú phải tập rap bài Ăn gì đây, là nó có một đoạn rap rất là khó. Con ơi, chúng ta chung một đội, con phải hết sức tin tưởng chú. Rồi phần rap đúng không? Ăn uống từ suốt check in. Chú Lâm là diễn viên hài nên là cảm âm của chú cũng không có tốt bằng các ca sĩ khác. Nhưng mà chú có một giọng hát là khỏe nè. Yeah. Sao vậy con? Chú Lâm ơi, chú đập, chú phải coi như là có nhịp. Ví dụ như là mình đập bạn đó là nào đến Việt Nam chúng tôi, đất nước lâu đời lịch sử từ ngàn xưa. Chú nể con quá, là sao con thuộc được nhanh quá vậy? Con có một bí quyết thật là hiệu quả. Vậy hả con? Bí quyết gì vậy? Dạ, là tập ngày tập đêm. Ê, cái này chú cũng biết luôn đó. Nhưng mà bây giờ cố gắng lên nha. Rồi, quyết tâm. Yeah. Anh chàng Bảo Lâm mỗi khi xuất hiện ngoài sân khấu á, là luôn mang đến cho chúng ta một cái nguồn năng lượng dồi dào. Bởi vì cái sự xả thân của anh ta với từng tiết mục biểu diễn, mặc dù đôi khi những cái phần biểu diễn đó nó cũng chưa hẳn là đã hoàn chỉnh, đã trọn vẹn, nhưng mà cái lửa của người nghệ sĩ đã lan truyền đến tất cả mọi người. Và đó cũng chính là cái thế mạnh của Bảo Lâm. Và ngày hôm nay Bảo Lâm sẽ lại giống như cô huấn luyện viên nhí của mình, mang đến cho chúng ta một liên khúc gồm hai bài hát được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Đó là bài Anh không đòi quà và bài Ăn gì đây. Mời quý vị cùng thưởng thức nha. Yeah. Hey boy, mấy đứa đặt ổn. Ôi trời ơi, hot girl mấy đứa ơi. Bé ơi, cao đỏ mua đâu vậy bé ơi? Anh muốn nói chuyện là bé không biết nói luôn mấy đứa ơi. Yêu anh đi em, anh không đòi quà. Chia tay anh không đòi quà. Anh yêu anh không đòi quà. Anh không đòi lại quà. Yêu anh đi em, anh không đòi quà. Chia tay anh không đòi quà. Anh yêu anh không đòi quà. Chia tay anh không đòi lại quà. Hey, đang đói bụng đúng không? Được rồi, anh sẽ làm những món ăn mà em yêu thích nhất. Hãy xem đây, mấy đứa hỗ trợ anh nào. Hey. Chiều thứ bảy lượt là quần áo thật đóng bẫy. Trên phố đưa bé đi ăn những món gì đây? Thân hình anh tuy có hơi gầy, dáng vẻ anh tuy có hơi gầy, nhưng lại biết cách hưởng thụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. 36 phố phường, những hàng quán bên ven đường, cái chất bình dân đến là thường, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Rồi quay quần 3-4 cái gọi một ly trà đá, thêm tí ớt tí chanh, buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Lang thang vào ngõ hầm từ con người Tràng An. Ăn ngon không yếu, tiền ít hay tiền nhiều, những hàng ấy cửa hiệu. Điều quan trọng nhất là anh sẽ yêu em thật nhiều. Bởi vì tình yêu 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 như bát bún riêu 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 riêu. Bánh sợi bún 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 bún. Bao nhiêu sợi tình 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 tình.
Em ơi em muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh giò? Cho nên em cứ đi ăn thật no, cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai 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 à, ai ai à, em ơi đi nhanh thôi anh nói rồi. Ai 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 à, ai ai à, đêm nay đi nhanh thôi rồi, hôm nay em ăn cho thật đã đời. Nói nghe, ăn cái gì mà cháy dữ vậy? Cháy rồi anh ơi, không biết mà cháy rồi. Không biết ăn cái gì mà cháy dữ vậy? Trời ơi, khủng khiếp. Cảm ơn các bạn. Uyên Nhi đây con. Sao con gái, thấy chú Bảo Lâm trình diễn xong thấy làm sao? Dạ tốt rồi, nhưng mà hơi bị chật nhịp, nhưng mà rồi, cảm ơn con đã dạch mặt. Ai biểu chú hỏi vậy thì con mới nói con thấy cũng được. Con dạch chú Lâm đang chi là hát cật nhịp nữa. Nhưng mà nít mà quý vị, nít nói thật lắm, không có biết nói dối. Vậy là tốt nghe con. Nhưng mà Lâm ơi, em là cái tiết mục của em ta được gọi cái câu mà dân gian hay nói là mồm miệng đỡ chân tay đó em. Hiểu không? Cái chánh em đâu có lo, bị em khan tiếng. Chị thấy em hát lên là cái giọng em khan hết trơn rồi. Dạ. Nhưng mà em bù lại, em làm đủ thứ hết trơn á. Dạ. Hôm nay em chỉ được 3 điểm và cộng thêm là có cái điểm tào lao đó em. Dạ. Là xào, nấu, chiên, bận quần, bận áo, nhảy, rồi phun lửa nữa. Nói chung là mình không được cái này thì mình lấy cái khác mình bù đắp vô. Dạ. Đây là một cái sự thông minh của một người diễn viên. Dạ. Bởi vì bây giờ lên đây mà hát không hay, mà diễn không giỏi thì thôi cất thùng rác chứ còn gì nữa. Người nghệ sĩ lên sân khấu là mình phải bù đắp hết tất cả những gì mình thiếu. Dạ. Mà em thiếu rất là nhiều. Cho nên em bù rất là nhiều thứ. Ừ. Cảm ơn chị Việt Hương. Xin mời chú Thanh Điền ạ. Tới bây giờ máu vẫn còn sôi sục. Rất là duyên, rất là dễ thương, rất là hào hứng. Tạo một không khí sôi động, trẻ trung. Thì tôi, mặc dù tôi đã lớn tuổi nhưng hiện giờ máu đang còn chạy rần rần vì đó quá hay. Cảm ơn. Mời anh Đức Huy. Bảo Lâm hôm nay là tôi nghĩ là trộm cái show này rồi đó. Tôi là tôi chấm cái cặp này bữa nay đó. Hào hứng quá. Dạ. Đúng không? Dạ. Và Bảo Lâm hôm nay đó, tôi yêu thích bạn cực kỳ luôn. Dạ, cảm ơn trong anh. Tất cả mấy số thì hình như là bạn đợi đến hôm nay để bạn mới thực sự mà cháy hết mình. Một tràng qua tay. Dạ. Cảm ơn Uyên Nhi trước tiên nè. Và sau đó cảm ơn Bảo Lâm đã mang đến cho mọi người một tiết mục rất là giải trí. Còn bây giờ thì hai chú cháu kêu gọi khán giả bình chọn cho mình đi nè. Quý vị ơi, hãy mau bình chọn cho Ly Bảo Lâm và cô giáo của Bảo Lâm, đó là bé Uyên Nhi, với tin nhắn TS khoảng cách BL gửi đến tổng đài 8569. Một tin nhắn là 5.000 đồng. Sư gì hãy ủng hộ em và cô giáo của em. Dạ. Chúc mừng Uyên Nhi và Bảo Lâm đã có một tiết mục rất là dễ thương. Đó, phun lửa chi dầu giờ tràn hết sân khấu. Đó, giờ em đứng như trực băng nghệ thuật vậy đó. Dạ, thưa quý vị khán giả, tiết mục tiếp theo của chúng ta cũng rất là hấp dẫn. Và quý vị khán giả đừng rời khỏi màn hình nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.